Em xin chào các bác, hôm nay thì em hơi đông dân một chút thì các bác thông cảm, bởi vì là ngày nghỉ lễ thì em cũng ở nhà không đi đâu cả, nhưng mà lại có một cái niềm vui hôm nay em vừa về và em phải xuống cửa hàng để em nhận cái chiếc xe này. Đó là chiếc xe Honda Civic 1.8 G anh chị nhé. Đây là phiên bản G 1.8 xưa. Xe thì trang bị ngoại thất là màu trắng với thất đen. Các bác nhìn nó có hầm hố và thể thao không ạ? Cực kỳ lam tính đúng không? Rất là đẹp luôn. Nếu như mà bác trẻ hay là anh chị nào mà yêu thích cái mẫu mã cũng như sản phẩm Honda, đó là chiếc Civic này có phân khúc C vô cùng mạnh mẽ và thể thao lam tính như thế này, thì hãy liên hệ nhanh với em Tình như alo trực tiếp cho em để có giá tốt nhất và chốt chiếc xe Civic siêu lướt để của em Tình nhé. Giới thiệu các bác qua như vậy thì em sẽ thông tin về chiếc xe này. Đây là cái chiếc xe Honda Civic phiên bản 1.8G chất lượng sản xuất năm 2020, tên tư nhân, biển số tỉnh 1 tỷ đồng. Chiếc xe thì mới chỉ lăn bánh zin 17.000 km thôi, full lịch sử bảo dưỡng hãng anh chị nhé. Dàn lốp là còn nguyên bản của xe, rất mới, sơn cua chưa hạ, nội ngoại thất thì em cảm thấy là đẹp tuyệt chỉnh theo xe rồi. Chiếc xe này thì em cũng kiểm tra đánh giá sơ lược qua, thì về tổng thể chi tiết sơn xi trên chiếc xe thì em đánh giá cái mức độ sơn của nó còn tầm khoảng là 90% là tỷ lệ sơn zin toàn bộ bề mặt chiếc xe đó. Thì các bác xem giúp em này, tầm tiền chỉ hơn 700 triệu thôi, các bác sở hữu cho mình chiếc xe cực kỳ lam tính thể thao đúng không ạ? Đây, chiếc xe này thì khoác trên mình cái dàn lốp là vẫn nguyên bản anh chị nhá. Sản xuất ở tuần thứ 45 của năm 2020. Đó, la răng phiên bản G này thì được sử dụng là la răng đa chấu và là được sơn màu xám chì cực kỳ là mạnh mẽ đúng không ạ? Tiếp đến phần thân xe này, các bác để ý giúp em này. Honda Civic có một cái được dập gân nổi này, dọc thân xe này từ đầu cuối này, nhìn cực kỳ là mạnh mẽ này, kết hợp với lại xi nhan tích hợp bao rẽ trên gương chiếu hậu này. Cửa thì sẽ là cửa smart key rồi anh chị nhá, cửa cảm biến mở một chạm luôn. Đó, lát nữa mình sẽ vào phần khoang nội thất sau. Đây, lốp sau cũng là lốp nguyên bản theo xe các bác nhé. Đó, sản xuất ở tuần thứ 45 của năm 2020. Đó, la răng thì các bác thấy này, gần như không có một chút xuất sắc nào cả. Đó, em sẽ lên hình lên sóng quay nhanh cái chiếc xe này. Đó, xe này thì về ngày hôm nay em mới nhận, đúng là cái ngày nghỉ lễ thì là em cũng chưa chỗ dọn dẹp gì, chỉ có rửa qua lớp lã để phục vụ các bác thôi. Và xe thì có trang bị đó là camera lùi tích hợp trên màn hình luôn cho các bác nhé. Đó, phần cản sau thì các bác thấy này. Đấy, phần đèn gầm này cũng rất là đẹp, đó, rất là thể thao luôn. Rất là thích cái thiết kế của Honda Civic, đó là cái phần trụ cột C này các bác thấy này. Honda thiết kế cái phần trụ cột C này vuốt xuống cực kỳ là rất giống với những cái dòng xe Cooper nhé. Đặc biệt thì Honda có cái dòng Civic với lại dòng Accord thì có cái thiết kế này rất là đẹp. Đấy, phần đuôi xe này nếu như mà anh chị em nào thích cái sự thể thao nữa thì có thể độ đêm phần cánh gió thì nhìn em nó thật là phê luôn đấy ạ. Đây, khoang cốp của chiếc xe vô cùng rộng rãi, để đồ thì các bác không bao giờ phải suy nghĩ đối với dòng sedan này rồi. Tiếp theo nữa này, lốp dự phòng của xe các bác nhé, lốp dự phòng là chưa hạ một lần nào luôn. Đó, đồ nghề kích thước theo xe đầy đủ. Đây là cụm đèn thiết kế dạng chữ C các bác nhé, nhìn rất là mê luôn đấy. Đó, này mà em bật hết đèn thì các bác nhìn nó mới đẹp. Đó, em mời các bác vào xem phần nội thất này. Phân khúc C thì tìm được một chiếc xe mà rộng rãi như Honda Civic thực sự rất là hiếm. Đó, các bác xem đi. Nếu như chúng ta có thể đánh giá đây là phần phân khúc C cộng cho em. Đó, ghế lái trang bị chỉnh điện này, phanh tay điện tử, màn hình theo xe này, điều hòa tự động hai vùng độc lập này, vô cùng nhiều luôn đúng không ạ? À, em xin lỗi nhá, điều hòa tự động một vùng thôi. Đó, nội thất theo xe thì còn rất mới, và đặc biệt là chiếc xe này của em thì mới chỉ chạy có 17.000 km thôi, full lịch sử bảo dưỡng theo hãng anh chị nhé. Lốp thì nguyên bản theo xe rồi thì em đã giới thiệu. Đặc biệt hơn nữa thì phần nội thất này các bác thấy này, các bác chủ xe này cực kỳ là yêu và giữ xe nhé. Tất cả mọi chi tiết này, từ phần cánh cửa này đó cho đến phần tì tay này, rồi đến phần hộp cần số này, yên ngựa này, và phần tablo là bác chủ đã dán carbon chống sức hết rồi, gần như là một chiếc xe được dán carbon chống sức hết, cũng như là làm luôn cái bộ thảm 6D và dán kính cách nhiệt đầy đủ rồi. Đấy, xe các bác về thì gần như là không phải làm gì cả. Đây là cái phiếu nhắc bảo dưỡng ở mức là 20.000 km nhé. Đấy, bác nào mua xe về thì thay dầu giúp em, hoặc là thích thì em có thể tặng luôn các bác cái khuyến mại thay dầu bảo dưỡng luôn. Xe thì có trang bị là phanh tay điện tử và chế độ an toàn brake hold này, chế độ tiết kiệm nhiên liệu Econ này, và đặc biệt đương nhiên sẽ là chìa khóa đề lỗ thông minh cho các bác rồi. Đó,
Tiếp đến các bác thấy trên vô lăng này, vô lăng thì có tích hợp đầy đủ này, đàm thoại rảnh tay, điều khiển giọng nói, kết nối Bluetooth. Bên này thì có chế độ chân ga tự động cruise control. Không thể thiếu một chiếc xe thể thao như thế này, đó là gầy số trên vô lăng đúng không ạ? Đó, km của chiếc xe em khẳng định và tự tin cam kết với các bác trên toàn quốc là đồng hồ km zin không tua. Đó, 17.788 km. Các bác nào thích cứ alo cho em là có giá tốt nhất. Đó, đây là chìa khóa của chiếc xe này. Và xe thì vẫn còn đủ nguyên hai chìa nhé các bác nhé. Đó, em xem còn phần gì này. Ở đây không biết là cái bảo hiểm này của bác chủ xe còn hạn không, em xem luôn cho các bác này. Ở cái này tính sau đi, chắc là cũng vẫn còn hạn. Ngày 11 tháng 1 năm 2022. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Xe vẫn còn bảo hiểm thân vỏ luôn các bác nhé. Bảo hiểm thân vỏ của chiếc này thì đến tháng 1 năm 2023 mới hết, coi như là gần được một năm nữa. Đó, xe cực kỳ mới, lắp thêm thảm sàn đầy đủ hết rồi. Ok nhá. Em xin chi tiết về chiếc xe này em báo giá các bác cũng như là cái thủ tục mua bán này. Em xin phép nắm cửa. Chiếc xe này thì nếu như mà các bác có nhu cầu mua thì em hỗ trợ có thể cho các bác lên đến 70% giá trị xe. Kèm theo thì nếu như bác nào ở xa thì em vẫn hỗ trợ làm rút hồ sơ và đặc biệt là hỗ trợ giao xe toàn quốc cho các bác nhé. Đó, nên là các bác ở xa cũng không cần ngần ngại đâu, bởi vì bên em bán xe rất là uy tín, đặc biệt là em tình rồi. Em bán thì bán toàn quốc luôn, nên anh chị chốt chiếc xe này thì cần alo cho em để thương lượng về giá thôi. Thế còn mọi quy trình thì em sẽ hỗ trợ anh chị 100% cũng như là chất lượng pháp lý. Em luôn cam kết và đảm bảo bằng văn bản cho các bác là xe không đâm đụng tai nạn ngập nước thủy tích, máy móc động cơ số 13 hồ sơ pháp lý sang tên đầy đủ minh bạch, không chạy chất của phản quân. Km là em bao chuẩn 17.000 km zin nhé. Đó, thì với giá bán chiếc xe Honda Civic này, em tình đang chào bán với giá là 755 triệu cho chiếc xe Honda Civic phiên bản 1.8 số lượng bản G, sản xuất năm 2020, tên tư nhân, biển số tỉnh 1 triệu đồng, đăng bánh chạy chuẩn 17.000 km. Vâng, thì clip về chiếc xe ngày hôm nay thì em tính xin phép tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại tất cả quý anh chị trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.